gửi tiền lên là 3 triệu á, là để mày lấy 2 triệu rưỡi đi mua hết sản phẩm Amway. Đó là Nam Bình Minh ở trên cái du thuyền đó, chúng tôi đón Hoàng Hôn ở trên cái du thuyền đó. Giới thiệu cho một người thì nhận 2 triệu. Người thứ hai thì nhận bao nhiêu? 20 triệu. Nhưng mà em có thể kiếm được 5 tỷ đó. Nếu bạn được giới thiệu một cơ hội đổi đời, một cơ hội có thể giúp bạn đạt được sự giàu có, thành công, một cuộc sống thường đặng như trong mơ. Và đó thực sự cuộc sống thật đặng, không bao giờ có lẽ kể cả trong ước mơ của mình có thể là khi tôi biết về vì cái ước mơ đẹp nhất tôi không bao giờ nghĩ rằng mình không thể còn lấy tuyệt vời như vậy. Một môi trường làm việc tuyệt vời, tự chủ thời gian và tài chính, với những chuyến du lịch xa xỉ được bày trước mặt bạn. Tất cả chỉ phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Liệu bạn có từ chối? Số lượng tiền hút vào hình tháp này lên tới con số 1.900 tỷ đồng. Số lượng nạn nhân của Liên Kết Việt rất nhiều, lên đến 60.000 người. Không những là bị hại, mà đồng thời lại là đồng phạm. Lại là vô số kiểu biến tướng của đa cấp. Đa cấp đã có từ rất lâu, du nhập vào Việt Nam vào đầu thế kỷ 21. Nhưng nếu bạn chưa bao giờ nghe đến đa cấp thì chắc chắn bạn đã nghe đến những thương hiệu này, những nhãn hàng, những công ty có giá trị rất lớn và vận hành đa quốc gia. Vậy điều gì khiến chúng ta phải đề phòng? Tuy nhiên, đó chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm. Tôi hỏi bạn một lần nữa, nếu có cơ hội làm giàu nhanh chóng và dễ dàng, bạn có từ chối? Bây giờ tôi cần bạn thật sự chú ý, vì video này sẽ cho bạn thấy phần chìm của tảng băng, những bí mật đằng sau sự hào nhoáng, xa hoa và bản chất thật của những công ty đa cấp, cách thức dẫn dụ nạn nhân của nó. Tuy mỗi câu chuyện có một sắc thái riêng biệt, nhưng về khái quát, chúng có những điểm rất giống nhau và chúng ta sẽ bàn luận về nó ở phần cuối của video. Nhưng trước tiên, hãy ngồi xuống và lắng nghe xem, liệu bạn có bao giờ gặp những gì mà tôi sắp nói đến hay chưa? Vào một ngày như mọi ngày, khi bạn đang cuốn vào những drama trên Facebook hay những video nhảy nhót trên TikTok, bỗng dưng bạn nhận được một lời mời kết bạn. Sau đó là một tin nhắn đến cùng một người. Họ có thể là một người lạ, một người họ hàng xa hay một người bạn lâu năm không trò chuyện. Sau một vài câu hỏi khách sáo thì một lời giới thiệu về cơ hội làm ăn được nhắc đến. Họ nghĩ rằng bạn là một tài năng và là một ứng cử viên sáng giá mà họ muốn giới thiệu cơ hội này đến cho bạn. Họ bắt đầu kể về một môi trường làm việc rất tốt và công việc này sẽ giúp bạn thay đổi cuộc sống với mức lương không giới hạn. Nhưng bạn cảm thấy có một chút nghi ngờ. Nhưng chưa kịp từ chối thì họ lại gửi cho bạn một lời mời đến một buổi tiệc, nơi bạn có thể ăn uống miễn phí mà lại có thể tìm hiểu về một cơ hội đổi đời. Có đi cũng chẳng mất gì. Khi đến với hội thảo, bao quanh bạn là những người cũng đang háo hức về cơ hội đặc biệt này, mặc dù họ chưa biết gì về nó, nhưng với những sự chào đón nồng nhiệt và những nụ cười rạng rỡ của những doanh nhân trong những bộ vest chỉnh chu cũng đủ làm cho mọi người trở nên hứng khởi và nó cũng dần lây sang bạn. Một nhà diễn giả bước lên sân khấu, bắt đầu kể về những câu chuyện xúc động, đầy cảm hứng về những tấm gương thành công trong công ty. Những tràng pháo tay reo hò khiến bạn cũng trở nên đầy cảm hứng và quyết tâm làm giàu. Tuy nhiên, cơ hội này chỉ dành cho những người đại diện, nhà đầu tư hay đại lý của công ty. Và để trở thành một phần của công ty cũng rất dễ dàng. Bạn chỉ cần mua những sản phẩm của họ. Tuy không muốn chi tiền vào những sản phẩm chỉ vừa được nghe qua, nhưng bạn không thể phủ nhận những triết lý làm giàu và những hình ảnh xa hoa vừa xuất hiện khiến bạn phải cân nhắc về cơ hội này. Bạn cũng muốn giàu có, diện những bộ vest bảnh bao và sống một cuộc sống thành công như họ. Mặc dù vẫn còn chút nghi ngờ về mô hình kinh doanh này, nhưng những lời hứa hẹn
đã đủ làm cho bạn bỏ qua cảm giác ấy và bạn đồng ý tham gia. Họ bắt đầu cho bạn xem qua những quyền lợi và hoa hồng ưu đãi mỗi khi bán được hàng hay mời được thêm người tham gia vào hệ thống. Đây, đây một cách mà chúng ta kiếm 1 triệu đô đây. Khi đạt được một doanh số nhất định và có một số lượng người tham gia cùng, bạn sẽ được thăng cấp thành tuyến trên và những người bạn giới thiệu sẽ trở thành tuyến dưới của bạn. Bạn được mời vào rất nhiều những cuộc họp diễn ra mỗi tuần để chia sẻ về doanh số và cách để thành công trong công việc này. Một trong những cách đó là hãy đăng tải thật nhiều những hình ảnh về sản phẩm kèm với những câu chuyện vượt khó, những lời trích dẫn về sự giàu có và thành công cùng những hình ảnh hội thảo hoành tráng của công ty. Tuy nhiên, những sản phẩm này có giá cao và rất khó để bạn có thể bán được hàng. Nhưng tuyến trên nói với bạn không cần phải lo lắng, chỉ cần làm việc thật chăm chỉ, không có thành công nào là dễ dàng và bạn phải dành toàn bộ tâm huyết vào nó. Họ tặng bạn những quyển sách dạy làm giàu để giữ lửa quyết tâm trong bạn và khuyên bạn hãy tránh xa những lời cảnh báo vì đó là những năng lượng tiêu cực. Những chia sẻ về những tấm gương thành công lại một lần nữa đánh thức sự nhiệt huyết bên trong bạn. Họ nói với bạn, bán hàng không phải là cách duy nhất để thành công trong công việc này. Cách nhanh chóng nhất là tuyển thêm thật nhiều những tuyến dưới, những người sẽ giúp bạn không cần làm gì cũng có ăn. Một lần nữa, khi bạn chưa kịp thắc mắc, họ đã nhanh chóng vẽ ra một bài toán đơn giản. Nếu bạn có tuyến dưới và cứ mỗi người khi họ bán được hàng, bạn sẽ nhận được 5 triệu. Nếu bạn có 5 người và cứ mỗi người trong số họ mời thêm 5 người khác, thì lúc này bạn sẽ kiếm được 125 triệu mỗi tháng mà không cần phải làm gì. Hãy tưởng tượng xem bạn sẽ làm được những gì với số tiền đó. Gặp nhau, biết nhau, OBB nhau nè, chia sẻ nhau, đó là một cái sự tình cờ. Nhưng mà khi mà làm việc chung thành công với nhau và yêu thương nhau, đó là sự vun đắp. Nhưng mà... Bạn bắt đầu nhắn cho bạn bè, người thân và cả những người lâu rồi chưa liên lạc về cơ hội làm giàu mà bạn mới được khám phá. Bạn bắt đầu năng nổ hơn trên mạng xã hội với những bài review sản phẩm của công ty, ngấu nghiến những quyển sách self-help và tham gia năng nổ những buổi họp nhóm, chia sẻ những bài giảng về cách làm giàu. Tuyến trên liên tục động viên và không quên nhắc bạn hãy tránh xa những lời cảnh báo và chỉ trích tiêu cực. Gia đình và bạn bè bắt đầu thấy phiền một số người có thể mua ủng hộ, nhưng khi được mời cùng tham gia vào hệ thống thì họ không còn trả lời tin nhắn hoặc thậm chí block bạn trên mạng xã hội. Khi chia sẻ những khó khăn này với tuyến trên thì bạn lại nhận được những lời khuyên bạn của bạn không chịu tham gia. Bạn cần tìm thêm bạn mới. Gia đình không đồng ý vì gia đình chưa hiểu bạn. Bạn chủ động tạo khoảng cách với bạn bè và người thân vì cho rằng họ mang những năng lượng tiêu cực như những gì mà tuyến trên đã cảnh báo. Bạn gạt bỏ những khó khăn đó bằng cách tham gia những buổi họp nhóm đều đặn hơn, đọc sách self-help và sách dạy làm giàu mỗi ngày. Hy vọng và niềm tin là thứ duy nhất giúp bạn có thể tiếp tục đi trên con đường này. Mặc dù bạn chưa thực sự kiếm được nhiều tiền như những gì đã được hứa hẹn, tuy nhiên, niềm hy vọng của bạn vẫn còn tràn đầy sau những cuộc hội thảo hoành tráng với những bài phát biểu xúc động từ những người thành công. Những tràng pháo tay, ánh đèn sân khấu nhấp nháy và sự hào nhoáng một lần nữa làm mờ tâm trí của bạn. Ngọn lửa quyết tâm lại bùng cháy mạnh mẽ. Bạn bắt đầu tìm kiếm những người bạn mới, kết bạn với những người xa lạ, liên tục nói về sản phẩm và công ty cho bất kỳ ai bạn có cơ hội trò chuyện. Tuy hiện tại nó chưa giúp bạn kiếm được nhiều tiền, nhưng đó là sự khởi đầu. Mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn khi bạn có được những tuyến dưới. Bạn bắt đầu chủ trì những buổi họp của riêng mình, chia sẻ về giấc mơ và động viên tuyến dưới hãy làm việc thật chăm chỉ, hãy mua những gói sản phẩm của công ty để trải nghiệm và luôn suy nghĩ tích cực, loại bỏ những lời cảnh báo tiêu cực và không quên nói với họ rằng để đi xa trong sự nghiệp, họ cần thêm những người đồng đội, những tuyến dưới chăm chỉ. Nhưng bạn vẫn thấy bất an khi tài khoản ngân hàng vẫn không có gì thay đổi. Bạn bắt đầu xem lại những hình ảnh về cuộc sống hạnh phúc, thành công mà bạn đang cố gắng xây dựng trên mạng xã hội. Tủ sách giờ đây
chứa đầy những quyển sách dạy làm giàu. Bạn bè, người thân bắt đầu né tránh bạn. Những người bạn đang giao du hiện tại chỉ còn là những đại lý, tuyến trên và tuyến dưới của bạn. Và bạn bắt đầu thắc mắc, có bao nhiêu người trong số họ thực sự thành công hay tất cả chỉ đang sống ảo? Ai mới là người thực sự kiếm được tiền? Khi chia sẻ những lo lắng này thì bạn được cho là một người tiêu cực. Nhưng trên thực tế, những suy nghĩ này vẫn luôn canh cánh trong lòng. Có thể bạn chưa nhận ra, nhưng ngay từ lúc tham gia kinh doanh đa cấp có những chi tiết đặc biệt mà bạn đã bỏ qua. Và bây giờ, hãy thực sự tập trung, vì đây là lúc bạn hiểu ra được những chi tiết đó là gì. Đa cấp được biết đến dưới nhiều cái tên công ty khác nhau, nhưng về mô hình vận hành, nhìn chung lại rất giống nhau. Những công ty và tổ chức này không bán sản phẩm của họ qua cửa hàng và chi nhánh, mà dựa trên những cộng tác viên và thành viên, những người được hưởng lợi từ việc bán hàng. Nghe thì hoàn toàn không có vấn đề, nhưng tại sao nó lại gây nhiều tranh cãi đến như vậy? Kinh doanh đa cấp cho phép bạn mời thêm những thành viên tham gia vào hệ thống. Khi họ bán được hàng, bạn sẽ nhận được một lượng hoa hồng nhất định. Và hãy nhớ rằng, họ cũng có thể mời thêm những người cùng tham gia. Và hệ thống này được chia thành những cấp độ khác nhau, và đó là lý do nó được gọi là kinh doanh đa cấp. Là một mô hình kinh doanh đã có từ những năm 1880, những công ty này đã có mặt qua rất nhiều thế hệ khác nhau, nhưng cách vận hành không có nhiều thay đổi, đều dựa trên những nguyên lý sau. Tuyên truyền về khái niệm làm chủ bản thân, tổ chức các cuộc hội thảo hoành tráng mỗi năm và rao giảng về những giấc mơ. Tất cả những yếu tố này luôn được áp dụng và được xem là cốt lõi của nhiều công ty cho đến tận ngày nay. Những công ty kinh doanh đa cấp thường nhắm đến những người đang cố gắng kiếm tiền hoặc những người trẻ dễ bị mờ mắt trước những sự kiện hoành tráng và những năng lượng tích cực vây quanh. Sự tranh cãi về những công ty đa cấp này cho đến nay vẫn chưa có hồi kết. Mô hình kinh doanh kim tự tháp được tổ chức dưới dạng hình tháp. Người đứng đầu tổ chức là người sáng lập, sẽ tìm kiếm những người cùng góp vốn vào một kế hoạch kinh doanh, và thường đây là một cơ hội cực kỳ hấp dẫn nên những nhà đầu tư rất dễ xuống tiền. Các nhà đầu tư này sẽ được trả tiền hoa hồng khi mời thêm các nhà đầu tư mới, và những nhà đầu tư mới lại tiếp tục được khuyến khích tìm kiếm thêm các nhà đầu tư nhỏ lẻ khác, và tất nhiên tiền lại được tiếp tục chuyển lên tuyến trên. Nhưng với bất kỳ một người giỏi tính toán nào đều có thể nhận thấy vấn đề trong mô hình này và hiểu rằng vì sao nó lại là một mô hình kinh doanh bất hợp pháp. Vì để duy trì phát triển hệ thống thì số lượng nhà đầu tư mới tham gia phải liên tục và vô tận, nhưng đó là điều không thể. Nếu nhà sáng lập mời được 5 nhà đầu tư và mỗi người trong số họ lại mời thêm 5 người nữa, thì chỉ sau 12 cấp bậc, số lượng nhà đầu tư đã gần gấp 3 lần tổng dân số cả nước Việt Nam. Và chỉ sau 15 cấp thì con số này đã gấp 4 lần toàn bộ dân số trên trái đất. Mô hình kim tự tháp từ khi sinh ra đã là một mô hình thất bại, và cho đến khi những nhà đầu tư nhận ra điều bất ổn thì đã quá muộn. Và khi họ từ bỏ thì tuyến trên cũng mất khả năng kiếm tiền. Và giống như một mô hình kim tự tháp được sắp xếp bằng những lá bài, chỉ cần một vài lá bài bị mất đi thì toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ. Cách kiếm tiền của mô hình kim tự tháp được biến tấu thành nhiều thể loại, hình thức và quy mô khác nhau. Họ thường khuyến khích bạn tham gia hệ thống, hứa hẹn những khoản lãi khổng lồ, vẽ lên tương lai tự do tài chính. Nhưng trên thực tế, chỉ có những người tuyến trên thực sự kiếm được tiền, và phần lớn tuyến dưới là những nạn nhân bị mất tiền vì không thể tìm đủ người để tham gia vào hệ thống, bù đắp vào những khoản đã đầu tư. Việc tìm kiếm nhà đầu tư mới ngày càng trở nên khó khăn. Bạn hãy nhớ rõ những chi tiết trên, vì giờ chúng ta sẽ nói về sự cuồng tín. Rất khó để nhận ra bạn có phải đang bị những kẻ cuồng tín dắt mũi hay không, vì nó cũng hiện diện dưới muôn hình vạn trạng và dẫn dắt bạn từng bước để trở thành một tín đồ. Tuy nhiên, chúng đều có chung những điểm bất ổn sau. Yêu cầu sự tin tưởng và trung thành tuyệt đối với hội nhóm hoặc những người lãnh đạo, tạo cho bạn cảm giác như đang được cống hiến cho một mục đích to lớn hay một giấc mơ vĩ đại. Mọi người mà cảm giác thực sự âm quay giống như là một cái đấng cứu thế thì nó có cái gì luôn. Những đại từ thường xuyên được sử dụng như chúng ta và họ. Nếu
thiếu gì, chúng ta làm gì. Trên này tham gia toàn thanh tra nhà nước. Những người có cùng lý tưởng là chúng ta. Còn những ai ngăn cản hoặc cảnh báo bạn thì họ sẽ trở thành kẻ thù. Những ai từ bỏ tổ chức thường bị nói xấu và chỉ trích. Những suy nghĩ ngờ vực thường bị gạt bỏ. Mọi sự hoài nghi được cho là tiêu cực và phản bội. Bạn sẽ có cảm giác bị lệ thuộc vào những người này. Và ngày qua ngày, họ trở thành những người thân duy nhất bên cạnh bạn. Đó là quy trình đã được tạo ra để biến bạn trở thành một con người khác. Một người kỳ vọng hoàn toàn vào những lý tưởng và tầm nhìn của tổ chức. Và những thứ bạn đang làm là để phục vụ cho một mục đích cao cả. Với sự kết hợp của mô hình kim tự tháp và sự cuồng tín, một khi bạn đã mắc bẫy thì sẽ bị người đời xem là dại dột và ngu ngốc. Nhưng đó không hoàn toàn đúng. Có rất nhiều trường hợp những người tham gia đang trong tình trạng khó khăn như mất việc, mất đi người thân, thiếu những mối quan hệ tốt hoặc bất lực với cuộc sống. Và những hội nhóm này dùng chính những cảm xúc đó để điều khiển và thay đổi bạn bằng cách này hay cách khác, có thể là sự đồng cảm hoặc giúp đỡ về tài chính. Và những điều đó đem chúng ta ngược dòng về với kinh doanh đa cấp. Về cơ bản, kinh doanh đa cấp là một chiến lược thị trường để quảng bá những sản phẩm hoặc dịch vụ mà không cần phải quảng cáo hoặc chi trả cho những nhân viên làm việc toàn thời gian. Về luật pháp, những công ty này không bị xem là kinh doanh theo mô hình kim tự tháp, vì như chúng ta đã biết về mô hình kim tự tháp, nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc tham gia của các nhà đầu tư mới. Mặt khác, kinh doanh đa cấp lại cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ để sinh ra lợi nhuận. Do đó, bạn hoàn toàn có thể bán hàng để kiếm thêm thu nhập mà không cần phải tìm kiếm những người tham gia vào hệ thống. Đó là lý do mà những công ty đa cấp, mặc dù vướng phải rất nhiều những điều tiếng xấu, nhưng vẫn có thể hoạt động một cách hợp pháp và công khai. Nhưng cho dù, bất kỳ một công ty kinh doanh đa cấp nào cũng đều phải có một lằn ranh nhất định và phải trả lời được những câu hỏi quan trọng sau. Doanh thu thực sự đến từ đâu, bán hàng hay tuyển dụng? Điều gì được khuyến khích trong hệ thống? Nếu công ty thúc đẩy bạn tìm kiếm thêm người tham gia, thì bạn phải cảnh giác. Có bao nhiêu sự thật bên trong những giấc mơ và sự tự do tài chính được vẽ nên trong mỗi cuộc hội thảo? Vậy còn những tấm gương thành công, những người đã làm được rất nhiều tiền và du lịch vòng quanh thế giới thì sao? Thực tế, chỉ phần trăm rất nhỏ những người tuyến trên mới là những người thực sự kiếm được tiền, thậm chí rất nhiều tiền, và họ là những người được lựa chọn để lên sân khấu phát biểu, chia sẻ về cách đạt được thành công. Từ đó, sự thiên kiến xác nhận sẽ che mắt toàn bộ những người đang hiện diện trong khán phòng. Những bài phát biểu tiếp tục nung nấu giấc mơ của những đại lý và cho họ hy vọng một ngày sẽ trở thành những người đứng trên sân khấu và kể về câu chuyện của mình. Với niềm hy vọng ngập tràn thì họ quên đi 90% những người trong khán phòng không thực sự kiếm được tiền, và những giấc mơ hay hứa hẹn đều giả dối. Vậy còn những nội dung self-help và làm chủ bản thân thì sao? Những nội dung này cũng tương tự như những hội nhóm cùng tín. Nó được truyền bá để giữ chân bạn bên cạnh đội nhóm, để động viên bạn theo đuổi ước mơ, bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực từ bạn bè, gia đình. Từ đó, tách bạn khỏi những lời cảnh báo. Nó tạo cho bạn một cảm giác nếu như thất bại thì đó là hoàn toàn do lỗi của bản thân, vì đã không cố gắng, chưa đủ tích cực và chưa làm việc đủ chăm chỉ. Nhưng thực sự, có phải những định kiến về kinh doanh đa cấp là quá khắt khe? Chúng ta không thể đánh giá được tất cả những công ty hoạt động theo hình thức này, vì cho cùng, kinh doanh đa cấp cũng chỉ là một chiến lược thị trường dùng để quảng bá những sản phẩm và dịch vụ của họ. Nhưng có một số điều mà bạn cần lưu ý khi được giới thiệu về bất cứ một mô hình kinh doanh nào. Tuyển dụng dễ dàng, không cần bằng cấp, không cần CV và cũng không cần có một cuộc phỏng vấn nào để đánh giá năng lực. Tiêu chuẩn tuyển dụng mơ hồ và chỉ cần có đủ tiền để mua sản phẩm là có thể trở thành một phần của công ty. Hệ lụy dẫn đến, những công ty này sẽ có hàng ngàn những nhân viên kinh doanh thiếu kinh nghiệm, không có kiến thức cơ bản về kinh doanh hoặc quản lý tài chính. Ai cũng có thể bán hàng, từ đó những thành viên trong hệ thống sẽ phải cạnh tranh với nhau. Vì vậy mà doanh thu ngày càng ít đi. Sản phẩm và dịch vụ của công ty này thường có giá rất cao, thậm chí gấp 3 đến 4 lần các sản phẩm tương tự trên thị trường. Làm chủ bản thân cũng là một dấu hiệu nên được cân nhắc. Nó
Nó chỉ đơn giản là bạn trở thành một đại lý phân phối sản phẩm của công ty. Bạn không hề kiểm soát được sản phẩm và cách chi trả doanh thu. Nếu bạn muốn tham gia vào lĩnh vực này, thì hãy tỉnh táo và lý trí để nhận biết rằng nếu như bạn được vẽ ra một giấc mơ làm giàu nhanh chóng và dễ dàng, hãy cẩn thận. Nếu bạn thấy phần lớn thu nhập đều từ việc tuyển dụng, hãy cẩn thận. Và nếu những buổi hội thảo khuyên bạn rời xa gia đình, người thân và bạn bè, hoặc làm cho bạn cảm thấy tội lỗi nếu không đưa ra quyết định, hãy cẩn thận. Làm giàu và tận hưởng cuộc sống là một giấc mơ của rất nhiều người trong chúng ta, trong đó có tôi. Tuy nhiên, nếu như có ai đó nói với bạn rằng những gì bạn mơ ước sẽ trở thành hiện thực một cách nhanh chóng và dễ dàng khi nhận lấy cơ hội mà họ giới thiệu, tốt nhất bạn nên dừng lại và suy nghĩ thật kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Và hãy luôn nhớ rằng mật ngọt chết ruồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video ngày hôm nay. Hy vọng rằng video của mình đã mang lại cho các bạn những phút giây giải trí cũng như là những thông tin thú vị, hữu ích về mô hình kinh doanh đa cấp. Để thực hiện những video giống như thế này thì mình đã tốn rất là nhiều thời gian để có thể tìm kiếm thông tin và edit thành một video hoàn chỉnh dành cho các bạn. Vì vậy, nếu như có thiếu sót và có những cái ý kiến đóng góp thì các bạn hãy comment phía dưới để cho mình biết. Mình sẽ cố gắng để cải thiện trong những video tiếp theo. Và nếu như các bạn thực sự enjoy video này thì hãy đừng ngần ngại bấm một nút like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Ngoài chuỗi series về phim tài liệu thì mình còn có sản xuất những video về hướng dẫn nhiếp ảnh cơ bản và quay phim cơ bản. Nếu như các bạn có hứng thú thì cũng đừng ngần ngại bấm những link mà mình để ở dưới phần miêu tả để theo dõi và ủng hộ mình nha. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Peace!